Mừng quá, phát hiện loại rau là vua giải độc gan, ăn tới đâu gan sạch tới đó, cả đời khỏi ung thư ghé thăm. Quý khán thính giả thân mến, bông cải xanh cũng được biết đến là thực phẩm giúp xương chắc khỏe, khôi phục da bị tác động xấu bởi ánh nắng mặt trời, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, tốt cho hệ tiêu hóa. Nó còn chứa magie và canxi giúp điều hòa huyết áp. Những nghiên cứu gần đây nhất tại Mỹ đã cho thấy tác dụng tuyệt vời của bông cải xanh trong phòng chống ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết. Đặc biệt, mới đây nhất, các nhà khoa học đã chứng minh rằng bông cải xanh còn có thể ngăn ngừa được cả ung thư gan. Nghiên cứu này do giáo sư Elizabeth Jeffrey của Đại học Illinois nổi tiếng và mới đây được công bố trên tạp chí Journal of Nutrition. Giáo sư Elizabeth Jeffrey cho biết, lợi ích của bông cải xanh trong phòng chống ung thư đã là nhà khoa học nghiên cứu đến, nhưng chưa có ai nghiên cứu tới lợi ích của nó trong việc ngăn ngừa ung thư. Cụ thể, chế độ ăn hiện đại ngày nay chứa nhiều chất béo bão hòa và đường, vốn đều được tích trữ trong gan và được chuyển hóa thành chất béo, kết hợp với lượng chất béo sẵn có ở những người béo phì. Đó chính là nguyên nhân dẫn tới NASH, bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Nếu không được điều trị, NASH sẽ có thể phát triển thành ung thư tế bào gan, HCC, với tỷ lệ tử vong cao. Các nghiên cứu trước đây cho thấy bông cải xanh cùng với súp lơ trắng và mầm cải Brussels giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ, thải độc gan, phòng ngừa NASH. Nếu không điều trị, NASH có thể tiến hành thành ung thư biểu mô tế bào HCC, một loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tác động của bông cải xanh lên sự chuyển hóa lipid ở gan, sự tiến triển của NASH thành ung thư gan. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm chuột được tuân thủ chế độ ăn phương Tây với khẩu phần ăn nhiều chất béo động vật và đường, là chế độ ăn ngày càng phổ biến ở loài người trong xã hội hiện đại ngày nay. Một nhóm chuột được ăn bông cải xanh đông khô, nhóm còn lại thì không. Từ tuần thứ hai của nghiên cứu, chuột ở hai nhóm được cho ăn thêm chất diethylnilosamine, một chất ung thư gan. Nghiên cứu đã cho thấy bông cải xanh giúp giảm lượng chất béo tích ở gan, giúp làm chậm lại sự tiến triển của khối u ở gan. Trong thí nghiệm, mặc dù ăn bông cải xanh không giúp các con chuột giảm cân, nhưng giúp gan quay lại trạng thái cân bằng, từ đó cải thiện sức khỏe. Hoạt chất chống ung thư trong bông cải xanh có được là do chứa nhiều sulforaphane, giúp giảm lượng mỡ thừa và thúc đẩy các enzyme tế bào bảo vệ cơ thể, chống lại các tác nhân gây ung thư. Theo các nhà khoa học, bông cải xanh có đủ các thành phần cần thiết để kích hoạt các gen ngăn ngừa ung thư, đồng thời vô hiệu hóa các gen là nguyên nhân khiến ung thư bùng phát. Nghiên cứu kết luận tiêu thụ lâu dài bông cải xanh chống lại sự phát triển của NASH gây ra do chế độ ăn uống hiện đại và ngăn ngừa tiến triển ung thư gan gây ra bởi diethylnilosamine. Trong nghiên cứu trước đây của giáo sư Jeffrey và đồng nghiệp đã gợi ý ăn bông cải xanh 3 đến 5 lần trên một tuần để giảm nguy cơ của nhiều loại ung thư. Ngoài tốt cho gan cũng như ngăn ngừa ung thư gan thì bông cải xanh còn có tác dụng chữa bệnh thần kỳ khác. 1. Kiểm soát tiểu đường. Ăn bông cải xanh có thể làm giảm lượng đường trong máu và giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Điều này có được là nhờ các chất chống oxy hóa và hàm lượng chất xơ cực giàu trong bông cải xanh. Một nghiên cứu ở người bị tiểu đường cho thấy, những người ăn bông cải xanh hàng ngày có thể làm giảm tình trạng kháng hormone insulin, một hormone có tác dụng ổn định đường huyết ở người bị tiểu đường type 2. 2. Bông cải xanh giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nồng độ cholesterol và chất béo bão hòa là những nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh về tim mạch. Ăn nhiều bông cải xanh có thể giúp bạn làm giảm thiểu nồng độ cholesterol trong máu, từ đó giúp trái tim và mạch máu của bạn luôn khỏe mạnh. 3. Giảm táo bón. Trong 100g bông cải xanh có tới 2,8g chất xơ. Chất xơ có tác dụng quan trọng giúp tăng cường sức khỏe của đường ruột,
và tăng cường các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn. 4. Bông cải xanh giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ. Các hợp chất trong bông cải xanh có thể làm chậm quá trình lão hóa tế bào thần kinh. Nhờ vậy, bạn sẽ ít có khả năng bị mất trí nhớ hay quên. Một nghiên cứu cho thấy, những người lớn tuổi thường xuyên ăn các loại rau với màu xanh thẫm, đặc biệt là bông cải xanh, có xu hướng minh mẫn hơn. 5. Làm chậm quá trình lão hóa. Lão hóa là tình trạng không ai có thể tránh được. Tuy nhiên, việc ăn bông cải xanh có thể góp phần làm chậm quá trình lão hóa. Điều này có được là nhờ khả năng tăng cường hoạt động các gen chống lão hóa của bông cải xanh. 6. Bông cải xanh giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C là chất dinh dưỡng cần thiết nhất cho chức năng miễn dịch. Bông cải xanh là một nguồn chất rất giàu vitamin C. 100g bông cải xanh có thể cung cấp tới hơn 80% lượng vitamin C mà cơ thể cần thiết trong một ngày. Ăn nhiều bông cải xanh có thể giúp hệ miễn dịch của bạn hoạt động hiệu quả, từ đó bạn sẽ ít bị ốm vặt hơn. 7. Cân bằng trao đổi chất trong cơ thể. Bông cải xanh cung cấp một lượng khổng lồ vitamin và khoáng chất. 100g bông cải xanh có tới 2,6g chất xơ, 33mg natri và đặc biệt là 316mg kali. Nguồn xơ và khoáng chất này đặc biệt quan trọng để cơ thể tiến hành các hoạt động trao đổi chất trong cơ thể. Nhờ đó, bạn có thể giảm cân dễ dàng hoặc duy trì cân nặng ở mức ổn định. 8. Bông cải xanh giúp bạn giảm cân hiệu quả. Bông cải xanh được coi là loại thực phẩm chứa ít calo với 31 calo trên 100g. Nhờ vậy, bạn có thể ăn bông cải xanh thoải mái mà không bị thừa calo dẫn tới tăng cân. Ngoài ra, chất xơ trong bông cải xanh cũng giúp bạn no bụng hơn, từ đó giảm cảm giác thèm ăn gây tăng calo thừa. Chính vì vậy, đây là một thực phẩm rất tốt mà bạn nên đưa vào thực đơn để có thể giảm cân trong suốt cả ngày. 9. Chống viêm. Bông cải xanh chứa một số hợp chất có hoạt tính sinh học được chứng minh là tác dụng chống lại sự viêm nhiễm trong tế bào. Một nghiên cứu ở quy mô nhỏ được tiến hành người hút thuốc lá cho thấy bông cải xanh có thể làm giảm bớt các triệu chứng viêm nhiễm. Tác dụng chống viêm của bông cải xanh hiện tiếp tục được nghiên cứu thêm và hứa hẹn sẽ đạt được nhiều kết quả khả quan. 10. Ngăn ngừa ung thư. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hoạt chất sulforaphane có trong bông cải xanh có thể góp phần quan trọng trong cảnh báo sớm tình trạng ung thư. Cụ thể, sulforaphane giúp cơ thể kích thích ra các enzyme có tác dụng đào thải các tế bào ung thư ra ngoài khi chúng còn ở dạng chưa gây nguy hiểm. Các loại ung thư mà bông cải xanh có thể phòng ngừa bao gồm ung thư vú, dạ dày, trực tràng. Lợi ích của tập thể dục sau tuổi 50. Cách tập thể dục giúp bạn sống rất thọ, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Lợi ích của tập thể dục sau tuổi 50. Cơ bắp trở nên kém săn chắc sau tuổi 50, nhưng các bài tập thể dục có thể giúp bạn rèn luyện để duy trì sức khỏe các cơ. Cơ bắp cũng đốt cháy nhiều calo hơn, chất béo ngay cả khi nghỉ ngơi, nên có nhiều cơ bắp sẽ giúp cho sự trao đổi chất chậm dần ở độ tuổi này. Các bài tập thể dục cũng giúp ngăn ngừa, làm chậm hoặc đôi khi giúp cải thiện tình trạng các bệnh như đột quỵ, tim mạch, Alzheimer, tiểu đường, cao huyết áp, loãng xương, viêm khớp dạng thấp. Hơn nữa, tập thể dục giúp trí nhớ minh mẫn và nhanh nhạy hơn. Tập thể dục sau 50 tuổi ở cường độ nào là phù hợp? Nếu bạn có sức khỏe tốt, bạn nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần khi ở độ tuổi sau 50. Bạn có thể tập thường xuyên, mỗi lần tối thiểu 10 phút và nên dành ít nhất 2 buổi mỗi tuần để rèn luyện cơ bắp ở chân, hông, ngực, lưng và tay. Nếu bạn không có thời gian hoặc sức khỏe không tốt, bạn hãy tìm bất kỳ bài tập nhẹ nhàng trong thời gian ngắn nào phù hợp với mình. Khi mới bắt đầu tập những bài tập thể dục mới, bạn nên bắt đầu từ cơ thể để dần dần thích nghi.
Ban đầu, bạn hãy tập trong vòng 10 phút và dần tăng cường độ và thời gian tập luyện. Để có thêm động lực luyện tập thể thao, bạn có thể dùng các ứng dụng kiểm tra tiến độ luyện tập của mình. Duy trì việc tập thể dục sau tuổi 50 sẽ giúp bạn giữ được phong độ của những năm 30. Tuy nhiên, người cao tuổi thường dễ gặp tai nạn nên bạn cần liên hệ tư vấn bác sĩ nếu xuất hiện những biểu hiện như đau ngực, khó thở, chóng mặt, hoa mắt. Mọi biểu hiện bất thường của cơ thể được phát hiện ngăn chặn sớm sẽ bảo vệ bạn tránh khỏi nguy cơ đột quỵ, tai biến. Do tuổi tác cao, các cơ quan dần kém đi nên khả năng phục hồi cũng rất chậm. Do vậy, bạn hãy vừa tập vừa cảm nhận khả năng mà điều chỉnh. Nếu xương khớp lên tiếng, bạn nên giảm cường độ và tìm đến bác sĩ để tiến hành kiểm tra. Tập thể dục ở người lớn tuổi là một hoạt động tích cực, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, tập đúng cách và có chế độ sinh hoạt hợp lý thì sẽ có hiệu quả nâng cao sức khỏe tuổi thọ hơn. Các bài tập phù hợp cho độ tuổi sau 50. Có nhiều bài tập thể dục khác nhau dành cho mỗi độ tuổi. Vì vậy, bạn cần tìm các bài tập phù hợp cho độ tuổi sau 50. Bạn có thể tham khảo 4 nhóm bài tập phổ biến sau đây. Các bài tập thăng bằng giúp bạn nhanh nhẹn, năng động và tránh té ngã. Việc kết hợp các bài tập một cách hợp lý là rất quan trọng. Bạn có thể chọn một môn thể thao có kết hợp nhiều bài tập theo ý thích hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. 1. Học nhảy. Bạn có thể tập bất kỳ điệu nhảy khiêu vũ nào, từ khiêu vũ trong phòng đến nhảy Zumba, Ja. Tập nhảy khiêu vũ giúp cơ thể bạn dẻo dai, tăng cường cơ bắp, giúp giữ thăng bằng tốt và đốt cháy nhiều calo. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng học các vận động mới như học nhảy rất tốt cho não. Hơn nữa, bạn cũng có được nhiều niềm vui khi nhảy và khiêu vũ. 2. Đánh gôn. Lợi ích nhiều nhất từ môn thể thao này là người chơi phải đi bộ, trung bình hơn 10.000 bước, tương đương khoảng 8 km. Thêm vào đó, khi đánh gôn, bạn phải dùng toàn bộ cơ thể. Môn thể thao này yêu cầu phải giữ thăng bằng tốt và tập trung, bình tĩnh. Nếu bạn tham gia câu lạc bộ chơi gôn, bạn sẽ có nhiều niềm vui khi sinh hoạt và chơi cùng nhóm. Bạn có thể rèn luyện cơ bắp, hít thở không khí trong lành, vừa thư giãn. 3. Đi bộ. Đi bộ là cách tập thể dục đơn giản và hiệu quả sau tuổi 50 vì cách tập luyện này giúp tăng cường sức chịu đựng, rèn luyện cơ bắp và giúp ngăn ngừa các bệnh về xương như loãng xương. Đi bộ cũng dễ dàng hiện hàng ngày với nhiều người khác nên bạn có thể vừa đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa trò chuyện và thư giãn. 4. Chạy bộ. Nếu bạn muốn được đổ mồ hôi nhiều hơn khi tập luyện thì chạy bộ là một lựa chọn tốt giúp tim hoạt động nhiều hơn. Bạn chỉ cần chạy chậm, đều, nhịp thở, mang giày phù hợp và thi thoảng đi bộ để nghỉ ngơi trong khi chạy là đã rất tốt cho khớp rồi. Bạn cũng nên chọn bề mặt mềm để chạy bộ như trên cỏ hay thảm để chạy, tránh chạy trên bề mặt quá cứng như bê tông. Khi chạy, bạn cũng nên cẩn thận lắng nghe cơ thể để không căng thẳng quá mức, cần tránh chấn thương. 5. Tập gym. Mất cơ bắp là một trong những lý do chính khiến những người sau tuổi 50 cảm thấy ít năng lượng. Bạn có thể đến phòng tập gym để nâng tạ, tập thể dục trên máy, dùng dây đàn hồi tập thể hình hoặc chống đẩy. Tập gym sẽ giúp tăng cường cơ bắp cả về khối lượng cơ và lực, cũng như tăng sự linh hoạt. Việc tập gym để tăng sức mạnh cơ bắp giúp bạn có khả năng mang vác hàng hóa và leo cầu thang dễ dàng sau tuổi 50. Tuy nhiên, bạn có thể làm vườn và chăm sóc cây để rèn luyện cơ bắp thay vì đến phòng tập. 6. Yoga. Thực hiện các động tác yoga sẽ giúp tăng cường cơ bắp, gân và dây chằng để giữ xương khớp vững chắc. Bạn cũng nên tập thở thông qua ngồi thiền. Yoga có thể giúp điều hòa nhịp tim, huyết áp, giảm lo lắng và ngăn ngừa trầm cảm. 7. Thái cực quyền. Đây là một bài tập giúp bạn di chuyển cơ thể một cách thư thái và nhẹ nhàng,
cũng như tập thở sâu. Thái cực quyền không chỉ giúp bạn giữ thăng bằng tốt mà cũng giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và xương. Ngoài ra, thái cực quyền cũng giúp giảm đau và cứng khớp do viêm khớp dạng thấp và giúp bạn ngủ ngon hơn. 8. Đạp xe. Hình thức thể dục này đặc biệt tốt nếu bạn bị đau và cứng khớp vì chân không phải lượng gánh trọng lượng cơ thể khi bạn đạp xe. Hoạt động khi đạp xe giúp tăng cường lưu thông máu và xây dựng cơ bắp ở chân và hông. Bạn cũng cần giữ thăng bằng, dùng cả tay và lưng để điều khiển xe nên có thể tăng cường độ rắn chắc của xương. Những chiếc xe đạp được thiết kế với bộ khung và bàn đạp đặc biệt có thể giúp bạn đạp xe nhanh hơn, dễ dàng hơn và cải thiện nhiều vấn đề sức thở. Vậy nên, bạn hãy đầu tư một chiếc xe đạp tốt nhé. 9. Chơi tennis. Các môn thể thao dùng vợt như tennis, bóng bàn, cầu lông có thể giúp kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chơi tennis 2-3 lần mỗi tuần giúp tăng cường thể lực và tăng khả năng phản ứng linh hoạt, giảm lượng chất béo trong cơ thể và tăng cholesterol có lợi, HDL. Tập tennis cũng giúp xây dựng xương, đặc biệt là tay, lưng dưới và cổ. Bạn cũng có thể chơi theo nhóm để thư giãn và rèn luyện sức khỏe.